Ta là ông mặt bóng đây. Cháu nào không chịu ngủ thì bảo ta nhá. Ta sẽ bắt đi. Em thấy gì à? Cháu nào không chịu ngủ không? Ta lôi đi bây giờ. Đi ngủ nhanh. Cháu nào không chịu ăn cơm không? Ta là ông bóng Telit đây. Nhiều ông bóng Telit này, sợ chưa? Sợ. Biết ăn đầu ăn không? Ôi ơi, mẹ. Ta sẽ cắn vào đít nha. Mẹ ơi. Ta cắn vào chân nha. Mẹ ơi, nhiều hay mẹ. Mẹ cô, mẹ này, cô ăn này. Thế á, ta là ông mặt bóng mẹ đây. Bóng con này. Ông mặt bóng con kia. Ngủ chưa? À. Đi ngủ nhanh. Ông mặt bóng con ngủ chưa? À. Ta há mồm cắn tay này. À. Đứa nào hư là cắn tay nha. Ô, bóng con đâu? Cắn bóng tay luôn. Trời ơi, bóng tay cô. Bóng đấy, ông bóng con này. Úi giời ơi. Cắn hết bây giờ. Cháu là hư không? Cháu là hư không? Cháu là không chịu ngủ không? Ta sẽ bắt đi nha. Ui mẹ, hai mẹ con kìa. Ta sẽ tóm chân.